Bấm Nhật xin chào quý cô chú anh chị. Hôm nay bên em sẽ lên nhiều cái sản phẩm rất là đẹp nha anh chị. Anh chị yêu thích anh chị cứ điện thoại bên em để chốt đơn nha anh chị. Bên em là số điện thoại anh chị đã niêm yết trên kênh hết nha. 0913 33 04 69 và 0935 nha chị, 245 244 nha. Và em cũng xin chân thành cảm ơn chị, anh chị nhớ đăng ký like nha chị, để mà bên em sẽ lên trực tiếp, anh chị nó sẽ thông báo và những cái món sản phẩm bên em lên đẹp anh chị nha, và anh chị nó sẽ mà hiển thị trên máy anh chị hết. Rồi cảm ơn anh chị đã theo dõi nha. Bên em thì ship toàn quốc, bao bể mẹ tất cả các mặt hàng nha chị. Rồi anh chị anh chị, cái này một cái hôm nay mình một cái bình Cutani nha anh chị, hết nước à, một cái bình Cutani nha anh chị. Cái này là một cái bình Cutani thất phúc thần nha anh chị, thất phúc thần bảy vị nha anh chị, bảy vị. Mà cái này bình này là họa tiết vẽ ngũ sắc toàn bộ hết nha anh chị. Mà cái này dòng này Cutani vẽ hoàn hảo luôn, viền vàng anh chị. Nói chung là cái bình này là có hộp nha anh chị, hộp gỗ nha, có hộp gỗ truyện ký đầy đủ luôn, vẽ vàng, nói chung là ok nha anh chị, nói chung là mới 100% luôn, hoàn hảo luôn nha. Viền này là viền vàng luôn nha anh chị, viền vàng. Họa tiết trên bình là vẽ hoa cúc đồng tiền nổi cộm luôn nha anh chị, nổi cộm lên hết nha, nổi cộm lên. Bình này là đường kính 13 nha anh chị, cao của bình là 25, cao bình là 25. Vòng bụng 78 nha anh chị, vòng bụng 78. Rồi cái bình anh chị, hôm nay em sale giá cái bình này anh chị, Cutani nha, mới con hộp, mà cái này có hộp gỗ nha anh chị, mới 100% luôn. Em sale giá cái bình này là 1.800.000, 1.800.000 nha anh chị, mã H3 nha, 1.800.000 mã H3. Nhức đầu nhức não. Đó. Nên mua vào cho bộ Mirama là cho cái dù nữa, muốn đâu đi. Đây nè, đây nè, dù đen nè. Cái thố nữa. Mua áo Mirama nữa rồi người ta dụ giờ đi. Đi không đi như công tướng Bạc Liêu là ông đậu cái mũ đen không cần dù đen. Ông già ông quá, ông già ông ta ông hộ nghe mẹ ông tết. Nấu vậy biểu như nấu vậy là bắt đầu đưa dân vợ lên bán online. Cái này mấy người, này mấy người mà nổi lên bán online hết á, muốn nổi thì lên gì đâu, có gì đâu, bên vợ nó bán kem chống nắng rồi đó, trứng da rồi đó. Rồi anh chị, cái này là một cái dĩa nha anh chị, thiên hạ thái bình nha. Ở một cái dĩa này dĩa lam thì anh chị, cái này là dĩa lam, dĩa lam nha chị. Đường cái này là dĩa lam cốt nặng nha chị, à, cốt rất là nặng luôn. Ở đây là họ tiết vẽ tích người nha chị. Thiên hạ thái bình, dĩa này là thiên hả chị, thiên hạ thái bình. Rồi anh chị, cái này phía sau của cái dĩa này chị, phía sau của cái dĩa này là bởi dĩa này sao ta. Đó, cái này là có 6 truyện nha chị. Đó, họa tiết bên này làm đó, cái này là vẽ hai đáy nha chị, hai nằm hai đáy nha. Nhưng mà coi vậy
Dĩa này là đường kính anh chị, đường kính 43 nha, cao là 6. Đường kính 43 cao là 6 nha anh chị. Rồi cái dĩa này em kèm luôn cho anh chị cái kệ gỗ nha anh chị, kệ gỗ lớn nha, cái kệ đấy. À, kèm cho anh chị kệ gỗ lớn luôn. Đó là cái dĩa này chị 1.900.000 nha. 1.900.000 cốt dĩa là cốt dĩa nặng nha chị. Vẽ tay hoàn toàn 100% luôn. 1.900.000 cái dĩa. Đường kính tới 43 lần nha chị. Mã H4 nha chị, mã H4. Một gì vậy? Xin lỗi. Mã H. Ôi trời ơi, xin lỗi, mã H2 nha chị, mã H2. Còn nãy là mã 1. Mã H1. Còn đây mã H2, 1.900.000. Rồi cái này chị H2 nha, 1.900.000 nha chị, mã H2. Sàm sàm về bán. Hôm nay mà làm vô ai mua mà làm vô. Cái mùa mưa cái mùa. Rồi cho cái này một cái bình Italy của Ý nha chị, hàng Italy của Ý, hoa nổi toàn bộ nha. Hoa nổi toàn bộ hết anh chị. Mà rất tiếc cái bình này nó có một cái khối anh chị bị dâm một xíu chỗ này nha anh chị, bị gãy cánh hoa. Cái này là gãy cánh hoa Italy của Ý nha. Và cái này mất cái tem nha anh chị, mất cái tem của Italy, hàng Italy. Họa tiết vẽ hoa nổi toàn bộ luôn. Hoa nổi toàn bộ nha anh chị, rất tiếc là ngay đây nó bị một xíu gãy hoa. Bình này trị giá trị. Đường kính anh chị, đường kính là 12 nha anh chị, bụng là à, xin lỗi, 12 cao là 29. 12 cao là 29. Hoa nổi toàn bộ nha chị, hoa nổi toàn bộ luôn. Hoa nổi toàn bộ. Rồi anh chị, hai miệng 12 nha chị, miệng 12. Cao là 29 nha. Cao 29. Trời trời ơi, chị mệt quá lắm. Ờ, đó là trực tiếp đi. 70 là bụng là 75 nha chị. Bụng là 75. Mã H3 nha chị nha. 1 triệu cái này anh chị em, cái bình này anh chị em sale giá cho anh chị với giá là 1.200.000. 1.200.000 nha chị, mã H3. Rồi anh chị, cái này là một cái pha lê nha chị, một pha lê xanh. Một pha lê xanh nha chị. Đây là cái tô nha, tô pha lê mới nha chị, còn tem còn mạc đầy đủ luôn. Còn tem còn mạc đầy đủ luôn. Đường kính 26 nha chị, cao là 7 nha, 26 cao là 7. Cái này là tô pha lê nha chị, 170.000 tô pha lê. 170.000 nha chị. Mã H4. 170.000 mã H4. Rồi anh chị, một cái bình, bình này chị, bình này là một cái bình men chảy nha chị, một bình men chảy. Bình này là có truyền ký đầy đủ nha chị. Có truyền ký đầy đủ luôn. Dạ anh chị, cái bình này là bình hút lọc nha anh chị, hút lọc. Miệng bình là 4 nha và cao bình 16. Hôm qua chút ngon danh rảnh qua ăn kho có dép mình đó. Cái men cho mình chưa làm. Bụng 50 nha anh chị, bụng 50 nha. Rồi cái bình này anh chị, bình này là hút lọc nha anh chị. Đấy, bình hút lọc.
cái gì ôm ôm chốt nhất đầu ôm mấy cái dù sao cái gì ôm ôm quá trời ôm. Bình này anh chị, bình hút lọc này là 300k nha anh chị, 300k 300 nha anh chị, 300k mã H5. Mã H5 nha anh chị, 300k một cái bình hút lọc này nha anh chị, đẹp lắm luôn. Mới nha anh chị, phôn hộp luôn. 300k. Cái này là đũa rồng nha anh chị, đũa rồng. Đũa rồng này em có số lượng 10 đôi nha anh chị. Cái này là rồng, một xin lỗi. Cái này là bằng sứ nha anh chị, cái này là bằng sứ, đường kính anh chị dài 25. Dài là 25 nha anh chị. 170k 10 đôi nha. 170k 10 đôi. H6 nha anh chị. H6 170k 10 đôi. Mã H6. Đây một cái tô hoa nha chị, một tô hoa đào nha. Tô hoa đào cắt, đây là tô này có truyện ký luôn nha chị, truyện ký đầy đủ luôn. Tô này là đường kính nha chị, đường kính 26 nha chị, đường kính 26. Cao tô là 7 nha. 26 cao tô là 7, ở trong anh chị vẽ hoa, ở bên ngoài cũng là hoa luôn nha chị. Đấy. Rồi cái tô này chị. Cái tô này cốt nặng nha. Rồi tô này là 400k. 400k nha chị, 400k. 400 nha chị đấy. Mã H7 nha chị, 400k mã H7. Chị cái này là một lăng nha chị, một cái lăng, con lăng, một cụ lăng nha. Đó, mà đây là quả trân châu nha chị, rồi ra nha. Quả cầu. Quả cầu nha chị, cái này là rồi ra. Đó, mà cái này báo chị là bằng gan nha. Xung quanh của con lăng này thì có họa tiết hoa nha chị, hoa cúc đồng tiền nha, hoa cúc đồng tiền mà. Nói chung báo chị là ông lăng này thì có oxy hóa nha chị nha. Đây nè. Mà nặng nha, nặng mấy ký cơ. Dưới 10 ký. Hôn dữ vậy. Nói chung lăng này chị dưới 10 ký lô nha chị, dưới 10 ký lô. Em chưa bằng lên chị dưới 10 ký nha. Anh chị. Nó giá nặng lắm. Nói chung là tầm dưới 10 kg nha chị, tầm dưới 10 kg. Đó mà báo chị là ở có oxy hóa. Phần lưng nha chị, phần đuôi nha. Mà nói chung là cái này là lăng này là quá xưa rồi anh chị. Đó, lăng này quá xưa rồi nha. Anh chị, đừng mặt nè. Rồi. Lăng này là chị cao 37 nha anh chị, cao lăng 37 nha. Rồi ngang lăng, ngang từ chân qua tới quả cầu là 39 nha anh chị, 39. Rồi lăng này chị đó, hôm nay em cũng sale giá luôn nha, 3 triệu nha anh chị, 3 triệu nha.
không? Nói chung là trên này hiện tại em thấy là hoa cúc đồng tiền, mà có chuyện hay không thì biết nha. Con này là không có chuyện nha chị. Nãy này mà trên cao này ở đâu vậy? Lần này là không có chuyện nha, 3 triệu lần này nha chị, 3 triệu. Mã H8 nha chị, 3 triệu nha, mã H8. Nói chung là ông này là quá là xưa rồi đó, cũ xưa lắm rồi. Bỏ chỗ này chỗ khác cho đừng để cho ngày đó nứt nữa, nứt kính. Rồi, lên một cái dĩa nha anh chị, một cái dĩa tượng, một dĩa nha. Dĩa này là tượng dĩa này là mẹ Quan Âm nha anh chị nha. Một dĩa mẹ Quan Âm, họa tiết là vẽ sen nha anh chị, vẽ sen hoàng, vẽ sen hết nha anh chị. Dòng này là dĩa, dòng này là dòng 3D nha. À, dòng dĩa này là 3D. Có truyện ký đầy đủ nha anh chị. Đó, có truyện ký đầy đủ luôn. Dòng 3D hoàn hảo luôn nha. Nói chung hiện tượng hoàn hảo hết. Đây này. Đường kính dĩa anh chị, đường kính dĩa 36 nha anh chị. Đường kính dĩa 36. Đó, dĩa này 600k nha anh chị. 36 600k. 36 nha anh chị, 600k cái dĩa này nha. Mã H9. Mã H9 nha anh chị, 600k mã H9. Đó, dòng Việt. Đó anh chị, 3D nha. Nhìn mẹ Quan Âm. Nhìn mẹ Quan Âm nha anh chị đó. Nói chung là họ làm rất là sắc nét luôn nha anh chị. 600k mã H9. Cái này là chén chén cơm nha anh chị, chén cơm Pháp nha. Chén cơm xanh ngọc nha chị, chén này dày nha. Đó, chén dày, cốt thì rất là nặng luôn. Đường kính chén là 10. 13 nha anh chị, qua lên rồi. 13 nha anh chị, cao. Cao là 6 nha anh chị, 13 cao là 6. 13 cao là 6 nha. Rồi cái này chị, cái chén này là 90k một chiếc nha anh chị, 90k một chiếc mã H10. 90k một chiếc nha anh chị, mã H10 nha. Nghiêng cho. Rồi chị, một cái bình, cái này là một cái bình hoa mẫu đơn nha chị, hoa mẫu đơn. Báo rõ cho anh chị trên like là cái bình này là bình tàu nha chị nha. Bình họa tiết là hoa nổi nha chị, hoa nổi tàu nha. Đó, cái này chị, một họa tiết là vẽ hoa mẫu đơn nha, hoa mẫu đơn, hoa đào và hoa mai nha chị. Và cái này là đôi yên ương nha chị. Đó, cái này là gọi là mùa tượng trưng cho anh chị, mùa xuân nha chị. Đó, cái này là một một đôi công nha chị, tượng trưng cho mùa xuân phú quý nha chị, phú quý xâm vầy lặng chị. Đó, đôi yên ương, hoa mai nở nổi hết nha chị. Đó, cái này là hoa mẫu đơn toàn bộ. Nói chung là cái bình này chị phone vẽ hết, vẽ phone hết một bình luôn. Đó, vẽ phone hết một bình nha chị. Ở trên miệng này rất là đẹp luôn. Đó, vẽ lách cơ vàng toàn bộ hết anh chị nha. Đấy. À, phía trong cái miệng nó chị, nó họ cũng vẽ rất là đẹp luôn. Cái bình này nó chị nó hơi cao nha, em phải để nghiêng xuống cho anh chị nhìn mới thấy rõ được nha. Có truyện ký đầy đủ nha anh chị. Nói chung là cái này là hoàn hảo luôn, vẽ rất là sắc nét luôn nha chị, cũng vẽ rất là sắc nét luôn. Nói chung là sắc nét từng chi tiết luôn nha anh chị, từng chi tiết luôn. Bình này cao, bình này là anh chị cao tới là miệng là 20 nha anh chị, miệng là 20, cao tới là 54 nha anh chị, 54 cao, chiều cao là 54.
Bụng anh chị, bụng là 115 nha, bụng là 115. Là cái này, bình này chị em sale giá cho anh chị với giá là 1.750.000 nha. Bình anh chị cổ cao, 1.750.000 cái bình nha anh chị. Hoặc bình này ở ngoài rất là đẹp luôn anh chị nha, 1.750.000. Mã H11 nha anh chị, mã H11. 1750 mã H11. Em có một cái cặp nha anh chị, cặp này là Satsuma nha. Đó, cặp bình Satsuma. Hai bình khác nhau nha anh chị, hai bình này họ cũng là dòng, vẫn là dòng sắt có truyện ký đầy đủ luôn. Họa tiết ở trong. Họa tiết ở trong nha anh chị, đó cái này. Một vị Phật nha anh chị, có ánh hào vàng quang nha. Bình là mỏng nhẹ nha anh chị, bình mỏng nhẹ. Miệng bình là 4 nha anh chị, cao bình là 13. Còn là cái bình này anh chị, hôm nay em sale cho anh chị với giá là 380.000 luôn. Còn cái này anh chị, cái này là đó, cái này là 380.000 nha. Mã H12. Cái gì? Con thấy nghe mấy cái mâm nó coi cầm gì ở đây không, con không biết rồi, hỏi mâm thử chỗ mã H10 380.000 của nó, anh tìm đâu dùng đó thử, anh tìm đâu dùng đó thử mới trả cho nó. Cô thử có bỏ không đó không ạ? À? Ai à, một cái hôm bữa đúng rồi, cô thử quần quần thử có đưa cho nó đi. Không có đâu bên đây nè. Rồi cái bình này anh chị, cái một cái bình sáp này nữa nha chị, miệng là 4 nha anh chị, cao là 13 nha anh chị. Cái này cũng là em cũng sale giá cho anh chị luôn 380.000 luôn. 380.000 anh chị, mã H13 nha. Mã H13 380.000. Hết mấy giờ? Mỗi lần lên cái đây thì nấu cho gà. Anh chị cái này là mũ pháp nha anh chị, mũ pháp mà cái này là pháp mới nha anh chị. Đấy. Cái pháp này là bằng nhựa nha. Cái pháp này là mũ pháp này là nhựa nha anh chị. Đấy. Đứa cầm vô đầu biết tóc không đâu. Nhiều lên nhiều. Rồi cái mũ pháp trắng này nha anh chị, cái này là bằng nhựa nha anh chị. À, rồi cái này là 280.000, mũ này 280.000 nha anh chị, mã H12. Xin lỗi H14. 280.000 H14 nha anh chị, H14. Cái gì lên gì nữa? Rồi anh chị, cái này là chén pháp nha anh chị, chén pháp trắng nha. Chén này là đường kính 11 năm nha anh chị, cao. Cao là 5. Rồi, cao là 5.5 nha anh chị. 11 năm cao là 5.5. Chén này là chén ăn cơm nha anh chị, chén ăn cơm. Rồi anh chị, cái chén này là 80.000 một chiếc nha anh chị. 80.000 một chiếc. Mã H15. 80.000 một chiếc nha anh chị, H15 nha.
mắc 15-80k một chiếc. Rồi, ra đây. Nó nhìn ở đâu lên? Nó tìm quần quần áo nó cổ nó. Sáng nay thằng kia nó chụp ngoại cảnh rồi nó có nghe mấy nữa không? Rồi chị, cái này một cái bộ gọi là bộ thất phúc thần nha chị, bộ thất phúc thần. Cái này chị hai bình nha chị, hai bình. Coi bữa tôi nhớ được, coi buổi tuần thôi anh ơi, nói cho nó cho tại. Hai bình nha chị, cái này là hai bình thất phúc thần nha chị, thất phúc thần. Hai bình bảy chung nha chị, hai bình bảy chung, bảy vị nha chị, bảy vị lát cơ vàng toàn bộ hết nha, lát cơ vàng toàn bộ, viền là viền vàng luôn nha chị, viền vàng luôn. Và anh chị trong trên này chị có bảy ly nha chị, bảy ly là bảy vị thần nha, bảy ly là bảy vị thần, truyện ký đầy đủ luôn nha chị, đó lát cơ vàng truyện ký đầy đủ, đấy truyện ký đầy đủ luôn, mỗi ly là mỗi vị nha chị, mỗi ly này là mỗi vị. Họa tiết là vẽ hết nha chị, vẽ hết nha, vẽ lát cơ vàng toàn bộ hết luôn. Hai bình nha chị, hai bình nặng bảy chung, miệng là 15 nha chị. Còn cái ly này đường kính là 5.5 nha chị, cao là 3.5. rồi cái bộ này chị, bộ này em hôm nay em sale giá luôn nha chị, 1.800.000, 1.800.000 nha chị, mã H 16 nha chị, 1.800.000 mã H16. H16 1.800.000. Xin phép chào cô chú anh chị.